8 loại thực phẩm giàu kali giúp ngăn ngừa đột quỵ chết người. Chuyên gia Tracy Parker, chuyên gia dinh dưỡng cao cấp tại Quỹ Tim Mạch Anh cho biết, nghiên cứu này ủng hộ lời khuyên rằng là cắt giảm lượng muối tiêu thụ và ăn nhiều thực phẩm chứa kali. Có thể là công thức để có trái tim khỏe mạnh hơn. Quỹ Tim Mạch Anh gợi ý các loại thực phẩm giàu kali sau đây để giảm nguy cơ mắc bệnh. Thứ nhất là thịt gà 100g chứa 330mg kali, chuối 1 quả chứa 330mg, bơ 1 quả tương đương với nửa chén chứa 360mg, bông cải xanh 80g sống chứa 317mg, rau bó xôi 80g chứa 545mg, cá hồi nấu chín 100g chứa 412mg, khoai tây 100g khoai chín chứa 365mg, sữa tách béo 157ml chứa 316mg. Quỹ Tim Mạch Anh cho biết những người tiêu thụ nhiều kali nhất trong chế độ ăn uống có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ thấp hơn 13% so với những người tiêu thụ ít nhất, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y khoa. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng là chế độ ăn giàu kali giúp giảm huyết áp ở những phụ nữ ăn nhiều muối. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng ăn nhiều muối hơn làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ cao, trong khi ăn nhiều thực phẩm giàu kali hơn giúp giảm huyết áp, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.